Việc tôn kính các thánh có ngay từ khi mới có giáo hội, nhưng việc xác định ai là thánh thì đã trải qua một lịch sử dài. Bắt đầu một số những người đã chết được gọi là thánh do lòng sùng mộ của tập thể giáo dân. Về sau, các giáo mục đã giành quyền ấy cho mình. Mãi tới thế kỷ thứ 10, giáo hội Roma mới quy định rằng không ai được tôn kính như một vị thánh nếu không được sự chuẩn nhận của tòa thánh. Vị thánh đầu tiên được phong thánh do tòa thánh Roma là thánh Ulrich thành Apost do Đức Thánh Cha Gioan 15 năm 993. Phong thánh là tuyên bố một người nào đó đã qua đời hiện đang ở trên thiên đàng. Do đó, chính thức cho phép tôn kính và cận cầu qua lời truyền cầu của các ngài. Việc tuyên phong hiển thánh sẽ kèm theo. Tên của vị thánh đó được ghi vào sổ bộ các thánh. Các ngài được kêu cầu trong các lời cầu công cộng. Các nhà thờ được thánh hiến để kính nhớ các ngài. Thánh lễ cử hành để tôn kính các ngài. Lễ kính các ngài được cử hành theo phục vụ. Hình ảnh của các ngài trên đầu có hào quang hay vòng tròn. Thánh tích hay di tích thánh của các ngài được chứa trong bình và tôn kính công cộng. Đức Giáo Hoàng giành quyền phong thánh cho mình vì ngài là đấng kế vị thánh Phêrô mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh của giáo hội. Chúa đã thiết lập thánh Phêrô một nguyên lý cục nền tảng vĩnh cửu và hữu hình của hiệp nhất đức tin và hiệp thông. Ngài được đặc ân bất khả ngộ, nghĩa là không bị sai lầm trong các vấn đề liên quan đến tín lý và luân lý. Ngài có quyền bính trọn vẹn tối cao, phổ quát trên giáo hội. Ngài có nhiệm vụ hướng dẫn các tín hữu thực hiện đúng đắn, phục tự cũng như trong các sinh hoạt khác. Vì thế ngài phải xác định ai là những người mà các tín hữu có thể tôn kính như những vị thánh. Ngài dùng quyền Chúa trao ban và nhân danh Chúa để thi hành việc đó. Để tuyên phong một vị thánh, giáo hội cũng phải cẩn thận điều tra, xem xét kỹ lưỡng. Và cũng cần phải có những hỗ trợ siêu nhiên bằng những phép lạ để có đủ chứng cứ để phong thánh. Thủ tục tiến hành phải tuân theo để đi đến việc phong thánh được Đức Thánh Cha Gioan Paul II ban hành trong thông hiến ngày 25 tháng 1 năm 1983. Diễn tiến của một án phong chân phước, á thánh và phong thánh. Trước hết cần lưu ý rằng, so với vô vàn vô số các thánh trên trời, thì những người được giáo hội tuyên phong á thánh hay chân phước và hiền thánh chỉ là con số hoàn toàn không đáng kể. Một điều khác biệt nên biết là việc phong thánh cho ai cả là một thủ tục khó khăn, phức tạp, không thể tùy thuộc vào ý muốn riêng của một giáo hoàng. Vào những thế kỷ đầu của giáo hội, sáng kiến phong thánh phát sinh từ quần chúng tín đồ, chính họ đồng thanh suy tôn những người mà đời sống thánh hiến và ảnh hưởng tinh thần là hiển nhiên đối với họ. Về sau để tránh những việc lạm dụng, việc phong thánh được dành riêng cho các giám mục. Rồi đến thế kỷ 12, Đức Giáo Hoàng Alexander III quyết định quyền ấy thuộc về một mình giáo hoàng mà thôi. Qua thế kỷ sau, Đức Innocent III mới ra đưa ra những quy định rõ ràng về thủ tục phải tuân theo. Năm 1965, Đức Phaolô VI thành lập Bộ Phong Thánh để làm công việc mà trước đó được giao cho Bộ Nghi Lễ. Thủ tục phong thánh mang hình thức giống như một vụ xử án, có những người thu thập hồ sơ, tài liệu, có những nhà thần học, những sử gia và những chuyên viên khác để nghiên cứu, có những nhân chứng và cả luật sư nữa. Vị này được gọi là trưởng tín, có nhiệm vụ điều tra thật kỹ lưỡng để tránh sơ sót về đức hạnh hay phép lạ, và cả những gì có thể bất lợi cho ứng viên phong thánh nữa. Vì thế, vị trưởng tín thường được gọi là trạng sư của ma quỷ, vì có vẻ như đứng về phía ma quỷ chống lại ứng viên đang được điều tra. Thủ tục phong chân phước và hiện thánh đòi hỏi phải có một hoặc hai phép lạ được chứng thực như thế bởi những nhà chuyên môn, chứ không phải dễ dàng như quần chúng tín đồ thường khao láo với nhau đâu. Trừ trường hợp chết vì đạo, bởi vì tự đạo luôn được coi là bằng chứng tối cao của đức tin. Chỉ nguyên việc chịu hy sinh tính mạng vì Chúa đã đủ làm cho người ta trở thành gương mẫu cho dù cuộc đời trước đó của họ như thế nào đi nữa. Một vị thánh không phải là đương nhiên là hoàn hảo về mọi mặt. Như vậy, giáo hội phong thánh để làm gì? Chúng ta đọc trong kinh tiền tụng lễ các thánh như sau. Vinh quang Cha rạng ngời nơi cộng đoàn các thánh, và khi tuyên dương công trạng của các ngài là Cha biểu dương chính hồng ân của Cha ban. Cha dùng đời sống các ngài làm gương cho chúng con học đòi. Bắt chước, Cha cho chúng con được chung phần gia nghiệp nhờ hiệp thông với các ngài. Cha phù trợ chúng con nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp. Như thế,
việc tuyên phong các thánh có mục đích tôn vinh Thiên Chúa. Nếu là các thánh thánh thiện quyền năng, thì Thiên Chúa càng quyền năng thánh thiện hơn bất chừng nào. Đời sống các ngài phản ánh đời sống của chính Chúa, cho dù chỉ là một cách mở nhạt, nêu gương mẫu mực cho người Kitô hữu. Củng cố niềm tin hy vọng của chúng ta, nếu các thánh là những con người đầu đen, máu đỏ như ta, và cũng yếu đuối như bất kỳ ai, nhưng nhờ cộng tác với ơn Chúa mà đã được một gia nghiệp vinh quang như thế, thì tại sao ta lại không thấy được? Để các thánh cầu bầu cho ta trước mặt Chúa, và chắc chắn lời cầu bầu đó là rất hiệu nghiệm. Việc tuyên phong chân phước và phong thánh có ý nghĩa gì với giáo hội và đời sống của các tín hữu? Tiến trình này được thực hiện như thế nào? Bộ phong thánh đóng vai trò nào trong các tiến trình này? Và những chi phí cho việc tiến hành phong án chân phước hay phong thánh? Những câu hỏi này được Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, trình bày như sau. Các thành viên của giáo hội có thể đạt tới sự thánh thiện. Mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh. Ngay từ ban đầu, giáo hội đã cảm thấy cần nhìn nhận những chứng tá gương mẫu và chính thức nhìn nhận sự trung thành của họ với sứ điệp tin mừng. Việc giáo hội chính thức nhìn nhận sự thánh thiện một cá nhân Kitô hữu là một truyền thống có từ lâu đời. Ngay từ những ngày đầu của giáo hội, khi có tin loan truyền về một vị tự đạo nào đó hay về một ai đó đã sống tin mừng cách gương mẫu, họ được đề nghị như gương mẫu sống cho những người và là người cầu bầu trước mặt Chúa cho mọi nhu cầu của các tín hữu. Có những tiến trình theo giáo luật và quy luật trong việc tuyên bố rằng một người là một vị thánh, nhưng điều chính yếu và căn bản đó là giáo hội luôn luôn tin rằng các thành viên của giáo hội có thể đạt tới sự thánh thiện và họ phải được biết đến và được đề xướng cho các tín hữu tôn kính cách công khai. Danh tiếng về sự thánh thiện. Theo tiến trình của việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho các tôi tớ Chúa, Bộ Phong Thánh hỗ trợ các giáo mục trong quá trình điều tra liên quan đến việc tự đạo hoặc việc dâng hiến mạng sống và các phép lạ của một tín hữu công giáo. Những người mà khi còn sống, khi sắp qua đời và cả khi sau qua đời được xem là thánh thiện, hoặc do tự đạo hoặc do hiến dâng cuộc sống của họ. Trong mọi trường hợp, đều cần thiết là họ luôn có một danh tiếng về sự thánh thiện đích thực, lan rộng và lâu dài, hoặc được cộng đoàn Kitô giáo tin rằng họ đã sống một cuộc sống toàn diện, đã thực thi nhân đức Kitô giáo và cuộc sống của họ đã sinh hoa trái thiêng liêng. Công việc của tập thể. Đằng sau tuyên bố của một vị thánh là một sự dấn thân tập thể làm việc cần mẫn kéo dài hàng năm, đôi khi hàng thập kỷ. Tiến trình này phức tạp, đòi hỏi có sự tham dự của nhiều người với những kỹ năng khác nhau. Được ban hành vào năm 1983, các tiêu chuẩn mới quy định về phong thánh đã rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết cho một quy trình tuyên phong nhận phước và phong thánh. Trong quá khứ, cần phải đợi 50 năm sau khi tôi tớ của Chúa qua đời thì mới bắt đầu nghiên cứu về cuộc đời, các đức tính hoặc sự tự đạo của họ. Ngày nay thì khác. Tuy nhiên, thời gian của án phong chân phước hay phong thánh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số là yếu tố nội tại, sự phức tạp của chính con người các vị hoặc của giai đoạn lịch sử mà họ đã sống. Những yếu tố khác thuộc ngoại tại, sự chuẩn bị hoặc sẵn sàng của những người làm việc cho từng án phong, thỉnh nguyện viên, cộng tác viên bên ngoài, nhân chứng, v.v. Những người tham gia. Mỗi án phong thánh có số người tham gia khác nhau. Các nhân chứng cung cấp lời khai trong các giai đoạn của giáo phận có thể đến vài chục. Ngoài ra, còn một số đông những người khác và các chuyên gia tham gia. Mỗi quá trình tuyên phong chân phước và phong thánh đều có các bước riêng: điều tra, lấy lời khai, soạn thảo, tập hồ sơ để kết thúc. Việc kiểm tra tiến hành bởi các cố vấn thần học và tùy theo án phòng có thể có các nhà cố vấn lịch sử. Sau đó, cần có thời gian để tham khảo các ý kiến của các chuyên gia y tế khi có thể có những phép lạ chữa lành bệnh cần kiểm tra. Sau khi hoàn thành tất cả, mỗi bước đều được chấp thuận, hồ sơ sẽ được trình bày trước phiên họp của các thành viên của Bộ Phong Thánh. Một khi toàn bộ quá trình đã được kết thúc, Đức Giáo Hoàng là người ra quyết định cuối cùng, vị Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đệ trình các án phong thánh khác để Ngài chấp thuận. Thực sự có rất nhiều án phong hiện tại, các án đang được tiến hành ở Roma là gần 1.500, trong khi các án ở cấp giáo phận là hơn 600.
không phải tất cả các án phong thánh đều có kết quả tích cực. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của quá trình này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người không được đề nghị cho các tín hữu tôn kính không phải là những người gương mẫu về chứng tá cuộc sống của họ. Con số đông đảo các vị thánh, sức sống của giáo hội ở mọi thời đại. Con số rất nhiều lễ tuyên phong thánh và phong chân phước được bộ phong thánh đề xướng là một dấu chỉ cho thấy sức sống của giáo hội ở mọi thời đại. Trong 50 năm vừa qua, nhờ tiến trình đơn giản hơn, nên số người được đề nghị cho các tín hữu cũng gia tăng. Họ đến từ mọi châu lục, mọi thành phần của dân Chúa. Những lợi ích thiêng liêng và mục vụ trong 50 năm kể từ khi thành lập Bộ Phong Thánh từ năm 1969 là rất đặc biệt. Tính đến cuối năm 2020, có tổng số 3.003 vị được chân phước và 1.479 vị thánh. Thông thường Bộ Phong Thánh có 2 phiên họp thường lệ mỗi tháng và 4 án phong được xem xét trong mỗi phiên. Do đó, ước tính số án phong thánh được hoàn tất mỗi năm là từ 80 đến 90. Dữ liệu này và các dữ liệu khác có thể được truy cập tại trang web của Bộ Phong Thánh, nơi cung cấp cho mọi người quyền truy cập dễ dàng và đầy đủ vào tất cả thông tin về Bộ Phong Thánh và tiến trình phong thánh. Cho đến nay, ngoài các tài liệu và ấn phẩm chính, trang web còn chứa hơn 1.000 mục về các vị phong chân phước và các vị thánh của 7 triều đại giáo hoàng cuối cùng, được bổ sung với các hình ảnh, các trích dẫn, tiểu sử, bài giảng, liên kết bên ngoài và tài liệu truyền thống đa phương tiện. Nhà máy sản xuất thánh. Có một thành ngữ vui để gọi Bộ Phong Thánh, đó là nhà máy sản xuất thánh. Theo Đức Hục Y Samiraro, cách diễn đạt này thậm chí có thể phát huy tác dụng nếu nó được hiểu theo nghĩa tích cực, nghĩa là đó là nơi mà mọi người làm việc có sự trình bày nghiêm túc và trung thực với những người đáng được đề nghị là gương mẫu của sự thánh thiện. Mặc dù số lượng ứng viên khá nhiều, nhưng điều này không làm giảm đi tính chính xác, sâu sắc và thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Diễn tiến của một án phong chân phước Á Thánh và Phong Thánh. Giai đoạn 1. Cấp giám mục địa phương. Muốn đưa một gương sống đạo lên bàn thánh, kẻ đứng đơn trước hết phải trình án hay trường hợp đó lên cho vị bản quyền tại địa phương, thường là giám mục, đại diện tông tòa hay bề trên tịch dòng, nơi ứng viên đó mất, chứ không phải nơi ứng viên sinh ra. Kẻ đứng đơn có thể là một tín hữu bình thường, một định chế cộc giáo hay giáo xứ giáo phận dòng tu, hay một hội đoàn đã được giáo quyền chuẩn nhận. Điều quan trọng là vị bản quyền phải xem người đứng đơn có đủ tài chính cho tiến trình xét duyệt này không. Vì thế, các pháp nhân như giáo xứ, giáo hội đoàn, dòng tu sẽ được ưu tiên chấp nhận hơn. Đơn có thể đặt sớm nhất là 5 năm sau vị gương mẫu đó qua đời. Nếu không có gì đặc biệt thì phải sau 10 năm trở lên. Thời gian tối thiểu này có thể được miễn nếu vị giáo hoàng đương kịp muốn. Trường hợp mẹ Teresa Calcutta vì Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II là những trường hợp được miễn điển hình. Suốt thời gian điều tra và thẩm định, kẻ đứng đơn phải cử ra một vị ủy quyền đại diện cho mình. Vị này có thể là một giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, nhưng phải đủ khả năng về thần học và giáo luật mà phải nắm được thủ tục pháp lý của Bộ Phong Thánh. Điểm này có thể tới học hỏi nơi bộ. Trong giai đoạn đầu tiên điều tra, giám mục địa phương yêu cầu người ủy quyền nộp một bản lý lịch về án liên hệ, trong đó trình bày chi tiết các nhân đức, gương mẫu xứng đáng, cho biết các sách hoặc bài viết đã được phổ biến của người tôi tới chú đó, kèm theo một danh sách các nhân chứng. Án của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II có tới 130 nhân chứng. Bước thứ hai, giám mục thông báo sự kiện này ra cho toàn giáo phận mình và yêu cầu mọi người ai biết gì về cuộc đời và cái chết của nhân vật thì sẽ liên hệ cho hay, hoặc ai còn giữ tài liệu nào của vị đó thì cho giám mục biết. Giám mục địa phương cũng thông báo sự kiện cho giám mục các giáo phận lân cận và hỏi xem đề nghị phong chân phước hay thánh này có nên và cần thiết không. Tất cả những sách vở và tài liệu được xuất bản của vị tôi tớ được giám mục chuyển cho các nhà thần học do ngài cử điều nghiên và đánh giá. Nếu nhóm này đánh giá thuận lợi, giám mục sẽ ra lệnh tập trung và cho đánh giá những tài liệu không chính thức của vị đáng kính, nhật ký hay thư từ. Sau đó, giám mục thông báo tới Roma về tình hình điều tra và hỏi xem Roma có ý kiến bất lợi nào không về án này.
nếu không có gì cản trở từ phía Roma, giờ đây giám mục sẽ cho thành lập một tòa án với công tác chính là phỏng vấn các nhân chứng. Có hai loại nhân chứng, những người quen biết trực tiếp và những người biết gián tiếp với vị tôi tớ. Cả hai nhóm đều được mời tới, mọi ý kiến thuận hay nghịch đều được ghi nhận. Người chứng nào ở quá xa và khó có điều kiện tới tòa, thì tòa sẽ phái một quan tòa tới để phỏng vấn tại chỗ. Sau khi kết thúc việc phỏng vấn nhân chứng, giám mục phải điều tra xem nơi mộ của người chết có diễn ra cảnh thờ kính bất chính thức không. Nếu có, phải ra lệnh đình chỉ ngay. Vì nếu không, thì đây sẽ là lý do chặn đứng mọi bước tiến tiếp theo. Các hồ sơ của tòa án địa phận sẽ được giao ra thêm hai bản có thị lực của trường khế. Hai bản sao và bản chính được trường khế đóng triện khóa lại trong một buổi lễ kết thúc trang trọng trước sự hiện diện của giám mục, các quan tòa, kẻ đứng đơn, vị ủy quyền và những tín hữu có liên hệ. Hai bản sao sau đó được vị ủy quyền trực tiếp mang tới nộp cho bộ tại Roma. Bản chính được lưu giữ tại văn khố của giáo phận. Vì hiện nay, bộ ở Roma chỉ chính thức dùng tiếng Latin, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, nên mọi thứ tiếng khác đều phải dịch ra một trong các thứ tiếng đó. Giai đoạn 2. Cấp bộ ở Roma. Thẩm quyền tiếp tục xét duyệt tại Roma là bộ phong thánh, gồm thành viên là các giám mục và hồng y. Đứng đầu bộ là một hồng y, một tổng giám mục giữ vai trò thư ký và một phụ tá thư ký. Ngoài ra, bộ còn có các báo cáo viên, mỗi vị đặc trách một trường hợp, các luật sư đức tin, các cố vấn, chuyên viên, trưởng khế, nhân viên hành chính. Khi nhận được hồ sơ, bộ soát lại xem công việc của một giai đoạn có gì sai trái với giáo luật không, rồi quyết định chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho một báo cáo viên đặc trách. Vị này sẽ cùng với người ủy quyền của giáo phận lập nên một hồ sơ về gương nhân đức của ứng viên hay một hồ sơ về gương tự đạo nếu ứng viên là người tự đạo. Đây là một tài liệu thiết lập một cách khoa học trình bày về cuộc đời, sự nghiệp và cái chết, đặc biệt chú trọng tới các chi tiết gương nhân đức của ứng viên và tình hình chung liên hệ với vị quá cố đó. Hồ sơ được tuyên truyền cho vị luật sư đức tin, trước đây còn gọi là luật sư của quỷ, đóng vai trò tìm cách chống lại án này. Nay vai trò này đã bị bỏ. Vị này sẽ cùng với 8 cố vấn, chuyên viên về tín lý, lịch sử giáo hội và tâm linh xét duyệt và bỏ phiếu. Có được 2 trên 3 phiếu thuận của nhóm này, hồ sơ sẽ được đưa ra trước tại hội đồng của bộ. Nếu đa số đại hội đồng bỏ phiếu thuận, báo cáo sẽ lập một bản tường trình lên cho Đức Thánh Cha. Chỉ một mình Đức Thánh Cha có quyền quyết định về ban hành sắc lệnh liên hệ về án này. Nếu đồng ý, Ngài sẽ ban hành một sắc lệnh chuẩn y. Và từ giây phút này, ứng viên được mang tước, bậc đáng kính hay chân phước. Sắc lệnh bậc đáng kính của tôi tớ Gioan Paolo II đã được Đức Benedicto ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2009 vừa qua. Để án phong có được thực hiện, giờ đây là lúc các phép lạ được yêu cầu bổ sung. Lại một tiến trình bắt đầu từ giáo phận nơi xảy ra phép lạ. Giám mục giáo phận điều tra thu góp tài liệu, hồ sơ bệnh lý, hình chụp quang tuyến, lập thành hồ sơ, sao ra và chuyển lên bộ. Dựa trên hồ sơ của giám mục, bộ lập ra một bản tường trình chuyển cho ủy ban chuyên viên gồm 5 vị. Thường là phép lạ lành bệnh, nên ủy viên phần nhiều là các bác sĩ danh tiếng, nghiên cứu và xét duyệt. Sau đó chuyển qua cho các cố vấn thần học rồi tới đại hội đồng. Và cuối cùng được trình lên Đức Giáo Hoàng để quyết định. Trong việc xuyết á phong thánh cho các vị tử đạo, Đức Giáo Hoàng thường miễn điều kiện phải có một phép lạ, bởi vì tử đạo là một trong hành vi đức tin đủ lớn rồi. Còn ngoài ra, bình thường phải cần ít nhất một phép lạ. Giai đoạn 3. Quyết định sắc phong của Đức Giáo Hoàng. Thường một khi sắc lệnh về nhân đức hay về tử đạo đã được ban hành, nghĩa là người tôi tớ đã được danh hiệu bậc đáng kính, thì việc tuyên phong á thánh chẳng còn trở ngại gì nữa. Nghi thức tôn phong á thánh có được thay đổi theo thời gian. Cho tới gần đây, nghi thức này thường do Đức Giáo Hoàng cử hành tại Roma, trong một thánh lễ đại triều có mời cả ngoại giao đoàn. Sau nghi thức thông hối trong thánh lễ, giám mục địa phương liên hệ cùng với vị ủy quyền bước lên trước Đức Giáo Hoàng để xin ghi tên vị chân phước vào danh sách các á thánh. Đức Giáo Hoàng đồng ý và xác định luôn các thủ tục và ngày kính. Đức Gioan Paolo II
là người đầu tiên đã không nhất thiết cử hành nghi lễ này tại Roma. Ngài đã làm lễ tuyên phong chân phước A Thánh cho nữ tù Edith Sai và linh mục Rupert Meyer tại Đức. Đức Thánh cha Benedicto XVI quyết định việc phong A Thánh không do giáo hoàng cử hành nữa, mà ngài ủy quyền cho một hồng y hay giám mục thay thế, và nghi thức sẽ được cử hành chủ yếu tại giáo phận nơi đứng đợt. Còn về việc phong thánh theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng thường hỏi ý kiến của các hồng y có mặt tại giáo triều trước khi quyết định, nhưng ngài không buộc phải theo ý kiến chung của họ. Thánh lễ đại triều phong thánh có thêm phần kinh cầu các thánh. Giáo luật hiện hành không còn phân biệt việc phong thánh hay á thánh nữa, chỉ còn mỗi phong thánh mà thôi. Nhưng trên thực tế cho tới nay vẫn còn hai nghi thức. Điểm khác nhau có thể nói như sau. Á thánh được tôn kính hạn chế trong một dòng tu, một vùng hay một quốc gia, cũng không được lập bàn thờ riêng để tôn kính vị đó trong các nhà nguyện, nếu không có phép đặc biệt của tòa thánh. Còn thánh thì được tôn kính cho cả hoàn vũ. Ngoài ra, để được phong thánh, giáo luật đòi hỏi phải có thêm một phép lạ nữa. Kể từ sau ngày tuyên phong á thánh, đa số nhà thần học coi việc phong thánh là một hành vi không sai lầm, bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Trên đây là chuyện thủ tục rắc rối của diễn tiến của một án phong thánh. Nhưng điều quan trọng cần biết hơn đối với chúng ta, đâu là ý nghĩa và bản chất của việc phong thánh? Sách Giáo lý Công giáo số 828 ghi về điểm này. Khi giáo hội tuyên xưng phong thánh một tín hữu nào đó lên hạng thánh, nghĩa là long trọng tuyên bố những người này đã được thực thi các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân huệ của Chúa. Đó là giáo hội công nhận sự hiện diện của sức mạnh tinh thần thánh thiện nơi giáo hội. Giáo hội tăng cường thêm hy vọng nơi tín hữu bằng cách trao cho họ các thánh như những gương sống và là những kẻ cầu bầu cho họ. Và những lúc giáo hội gặp khó khăn nhất, các thánh luôn là người mở ra sự đổi mới. Sự thánh thiện là nguồn bí ẩn và thước đo không sai lầm của sức mạnh truyền giáo nơi giáo hội. Nguồn bài viết: Audio Công giáo sưu tầm. Người thực hiện: Kiệt Nguyện.